Xin phép test con khủng long 907i cho bác Minh ở Quảng Ninh. Em tháo sắt ốc rồi đây. Đồ bãi đây thì mỗi con một vẻ. Anh em ở xa thì có điều kiện thì cứ tháo ra xem. Anh em nhấc cho em cái lắp này nè. Dùng một tay khó. Ruột kín mít nguyên mụi luôn. Còn 907i thì công suất rất là khủng, còn lại 400W đấy. Con này thì anh em chơi cặp bát 40 thoải mái luôn. Anh em mấy hôm cũng về một con 907i này thì có ghép cặp Soli khủng long G7 bát 40 không phải ghép cặp. Ok, bây giờ em sẽ đóng gói lại xong rồi em gửi cho bác. Cảm ơn bác đã sử dụng các dịch vụ sản phẩm của bên em.